tu hành tu ra một con người dễ tính nhớ tập mình dễ tính và không buồn giận trách ai nhớ dù giết người cỡ nào người ta cứ quay lại đối xử với mình tệ cỡ nào cũng không cần trách vui trả cho xong một món nợ nhớ đó phải nhớ đó hôm qua chùa mình có một cái cô này cổ trong chùa cũng cũng nhiệt tình lắm phục vụ tam bảo đồ thấy lo cho mẹ đồ lo cho đại chúng đồ tính tình cũng hiền hậu rất nhiệt tình cô ở trong chùa cô đi 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 như vậy đi bộ bình thường nó tự nhiên cô té ăn cái sưng cái mặt bầm con mắt chay đầu gói cách cái áo đi tự nhiên đang đi bộ té kỳ cục không những đức gặp cổ như đức nói cô nhớ nè nhờ mình có tu đó Cô trong chùa xuyên suốt Luôn nên cô đi bộ cô té trong chùa Nếu như cô đi ra ngoài đường cô đi xe Là cô té xe có thể nó nặng hơn Gãy cổ Hoặc bể đầu Còn bây giờ nhờ có tu hành Từ cái nghiệp nặng nó chuyển thành Nhẹ Nên xưng cái mặt bầm con mắt một chút Chạy đôi gói một chút thôi Nên vui vẻ phải tin rằng tu hành chuyển nghiệp Phải tin Phải tin như vậy đó Cái tâm mình nó nó phải tin là tất cả những cái việc tốt xấu gì khi đến chúng ta đều là do mình đã từng gieo nhân nào gặp quả báo nấy phải nhớ phải nhớ đó nên quý Phật tử khi đi vô chùa cộng tu quý vị phải chăn quý ở trong ngôi tam bảo có nghĩa là mình làm sao mà mình tập mình trong ngôi tam bảo cái tâm mình nó thư thớ thoải mái nó không có ở trong chùa mà nó suy nghĩ ở ngoài đời cái này cái kia đừng có suy nghĩ quý vị cứ chân thật mỗi thời tu lên tu rồi mình phụ được cái gì mình phụ để chúng rồi mình đừng có nhìn vào những cái lỗi lầm của ai Rồi mình đi đứng nằm ngoài bấm số niệm Phật Tới giờ lên chánh điện tu thì lên tu Rồi xuống nhà ăn ngồi ăn cơm Khi lúc rảnh rỗi chúng ta ngồi Băng ghế nào chúng ta thư thớ tâm tư của mình thoải mái Mình niệm Phật Những đức nói với vị nghe nghe Ở trong chùa từng lễ tôi xác diện thay đổi hoàn toàn Tổ sư nói rằng Câu Phật hiệu này tích tụ năng lượng đặc biệt lắm Những đức thấy có những đứa bé nó vô chùa mà mới có mấy ngày thôi quý vị biết Nhìn nó mập mạp, cứ mặt sáng sủa Có đứa bé nhỏ nó vô chùa 13 tuổi Vô chùa nó tu Mẹ nó xin cho nó cạo cái đầu Nó cạo cái đầu, mặt nó sáng sủa vô cùng Thì thấy rằng là rõ ràng là Tổ sư nói rằng là câu ai với Đạo Phật này tích tụ năng lượng Vậy thì mỗi một con người ai mà không muốn mình tích tụ năng lượng quý vị Con người hao năng lượng là do vọng tưởng Lo âu, nghĩ tương lai, rồi nghĩ về quá khứ Cứ là như vậy mà Mà hao sạch năng lượng Con người chúng ta sống Phật dạy là Tích tụ năng lượng là chúng ta nhìn cái hiện tại cuộc sống này Hiện tại bây giờ mình cảm thấy mình mừng Khi mình được thắng người Gặp được khóc môn tịnh độ Mỗi ngày sống bình yên niệm Phật tu hành Mình mừng quý vị vậy Rồi mình sống trong một cái Hội chúng có tình người sẽ sống với nhau nữa chứ Vì là mừng rồi Rồi bây giờ á sống trong cái xã hội nhiễu nhơ này mà bây giờ mình được ở trong ngôi tam bảo mình sống mỗi ngày bình yên mình không lo cơm ăn áo bận gì đây là phước nhiều đời nhiều kiếp quý vị à phước nhiều đời nhiều kiếp phải chăng quý á chứ đừng có nói vô ngôi tam bảo mình cộng tu dài ban ngày mình thấy sao nó hơi buồn buồn là vì mình chưa có thích nghi mà thật sự mà nói mình ngoài đời mình nản quá bao nhiêu cái cảnh mà gọi là mà xe chạy ồn náo sống trong một căn nhà nhỏ bước ra ngoài đường xe cộ bây giờ những giây phút bình yên này quý vị phải cảm giác phải làm sao mà mình mình hòa nhập được với cái cảnh này thì cái sự tu quý vị nó tích thụ năng lượng đặc biệt luôn. đặc biệt lắm quý vị à nhớ đó nên mình tu hành mình phải có một cái cảm giác như vậy đó thì tự nhiên mình trong ngôi tam bảo mình tu phước duyên mình lớn lắm Quý vị bây giờ mình đi một vòng xung quanh chùa mình cảm giác mình buông xuống bạn với ngoài đời rồi quý vị thư thớ cái tâm tư quý vị nó nhẹ nhàng cái tâm tư mình vừa đi mình a di đà phật a di đà phật a di đà phật quý vị theo những cái băng ghế mà quý vị ngồi mà nhìn ra bảo tháp rồi quý vị ngồi đi cho nó mát mẻ mà nghe chim hót liếu lo gió thổi yêu yêu con người nó thoải mái khi rảnh rỗi thì như thế nào trong phòng thì một cái giường nằm nghỉ đồ vừa nằm niệm phật chưa tới giờ tu ngầm nằm nghỉ ngơi còn buổi sáng thì chúng ta cùng với các cụ cầm cái chổi quét mấy cái lá lên quanh chùa vui vẻ trong cái cuộc sống trong ngôi tam bảo rồi quý vị mà biết hưởng thụ nghe hưởng thụ này là đặc biệt này gọi là pháp vị thắng mọi vị khi đại lão hòa thượng tình không còn trẻ ngài Đến học tập cùng với thầy Phương Đông Mỹ Thầy Phương Đông Mỹ nói đúng một câu này mà Dẫn dắt bà và Thượng vào đạo nè Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Nhưng Đức tin 100% Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người Ngay chỗ phát tâm lượng Có người không buồn không giận ai Có người không bị vật chất buộc ràng Có người không bị tình cảm buộc ràng Có người sống vô cùng tự tại Có người có thể sống làm việc tốt Có thể nghĩ việc tốt Quý vị coi như vậy mà con người mình không nhận thức được cái chỗ này Tại vì mình không đủ phước đủ duyên Bây giờ mình đủ phước đủ duyên ở trong ngôi tam bảo Mình làm những việc tốt này Nên nhận Đức nói với các cô các chú mình xưa ngoài đời Mình làm mình đều là lấy tiền của mình. Bây giờ mình làm mình không nhận tiền Mà mình hết lòng phục vụ mọi người Mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chứ Phật mà đó. Mình phải có một cái tâm cảm giác như vậy đó Thì mình thấy trời ơi, trong ngôi tam bảo Sao mình quý mình vui quá nên hôm qua những đức gặp mấy cô làm bếp Những đức nói mấy cô lao bếp Mấy cô làm sao mà tập cái tâm phải mát Chứ nếu mà mình làm Mình nói rằng là làm mệt quá Là cái tâm mình nó bắt đầu là nó không vừa bụng Là cái thân nó bất an liền Dù là cái cảnh bên ngoài Cái thân này có bị nóng cỡ nào Nhưng cái tâm này mà hiểu được nó mát mẻ Là cái cái cảnh nóng bên ngoài Nó không ăn thua gì Chỉ sợ là sợ cái tâm nóng Mấy cô phải tập làm sao Mà thấy được cái việc làm này mình làm có ý nghĩa Chị em nên sống hòa thuận với nhau Phải nhớ nè Mình hòa với người đừng có bắt người hòa với mình Mình hòa với người là mình không có buồn ai Người ta không hiểu mình người ta trách mình kệ người ta Còn mình không có buồn trách người ta Đó là cái sống tự tại Của người hiểu đạo Phải nhớ đó Có nghĩa là mình làm nhiều là mình cứ chẳng thật làm Mình đừng có nhìn cái người làm ít Có nghĩa là mình làm sao mà mình quay là mình nhìn mình nè Còn mỗi một người người ta tạo nhân gì Người ta gặp quả báo nấy à. Thầy dạy hết trơn rồi mình đừng có lọ mọ Mình đi tìm kiếm cái việc của người ta làm chi Ai cũng lớn hết rồi Cái ý nghĩ con người mỗi người, người ta lớn hết rồi Người ta tự nghe đạo Nên Đại Lão và Thượng Tịnh không ngày giảng Nhìn thấu là trí huệ chân thật Mình phải nhìn cho thấu Rồi mình sẽ buông xuống Chí huệ chân thật là con người mỗi ngày sống tự tại Không buồn, không lo, không nặng Nề với cái cuộc đời này Cái cuộc đời này có cái gì mà cầm theo được đâu mà Mà nặng nề lo âu Chúng ta chỉ cần mỗi ngày sống cho tốt Làm những việc tốt Như chiều nay chúng ta tổ chức trung thu này Đại chúng nhận đức sắp xếp sẵn hết Quý vị cứ nhiệt tình Phục vụ mọi người Quý vị cảm thấy nó vui vô cùng đó. Mình không cần có tiền bạc gì Mà mình có thể làm cái việc lợi ích này Nếu như mình ngoài đời Làm sao mình làm được những việc này Điều là bòn không chứ làm sao mà Mình có thể mà dám bỏ ra rộng rãi Nhưng quý vị thấy Vô Phật Pháp quý mình không có gì Nhưng mà người ta tin tưởng mình Người ta tin tưởng mình Mình có cơ hội được làm gì cho chúng sanh Cuộc đời này có ý nghĩa thì Thì buổi ra đi nở nụ cười Nên người trong chùa thường trụ hay người khổng tu vô đây Phải biết chăn quý Cái nhân viên mình được sống gì nè Phải nhớ đó chiều nay mà Trung thu mà các cháu khắp nơi nơi gì nè Mình muốn cho các cháu nó về chùa Nó được kết duyên trong ngôi tam bạc Giữ chương trình ở chùa mình toàn là chương trình Phật Pháp Trung Thu có những bài hát cũng là gì mẹ, về cha, về thầy Từ nào đó chương trình này nó ý nghĩa vô cùng Quý vị có con cháu quý vị coi Con cháu mình mà nó được dự Trung Thu Nó vui Nó dự một lần nó ấn tượng đối với ngôi Tam Bảo Rồi bánh Trung Thu Cắt ăn Thả ga, Nhiều lắm người ta đem đến đây quý vị cắt chia cho người ta ăn hết đi Cái lọc của chùa Chiều nay có hòa thượng chúng ta qua chứng minh Quý vị coi mà quỷ đại lão hòa thượng mà qua chứng minh chương trình trung thu Từ nơi đó cái ăn đức của hòa thượng Chúng ta nương vào để chúng ta tu hành Các cháu nhỏ về đây vui vẻ Chương trình trung thu là các cháu có phước mà nhớ Mỗi một người chúng ta phải phát tâm lượng cho rộng lớn ra Để niệm niệm về người trong kinh vô lượng thọ phật nói là niệm niệm gì người thì thân sắc vàng rồng niệm niệm gì mình thì thân tối đen phải nhớ phải có cái tâm niệm là niệm niệm gì người nó những đức đọc nguyên văn lời của tổ sư vì sám hối nghiệp chướng niệm một câu ai với đà phật là đại sám hối kinh nói phạm một giới nhỏ phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên vương Lỗi nhỏ còn như thế Không chi tội nặng ư Chúng ta mỗi ngày Một cử một động Thường sai giới lực Lúc ăn lúc uống Hằng phạm thi la Tính kỹ trong một ngày Cũng đã nhiều tội Không chi chọn đờ Cho đến vô lượng kiếp về trước Cứ lấy ngũ giới mà xét Thì mười người đã hết chính phạm Ít phát lộ Nhiều dấu che năm giới còn như thế hóng là giới sa di tỳ kheo và bồ tát ư nay ta phải phát lòng thương mình thương người lệ rơ theo tiếng thân khẩu thiết tha cùng với chúng sanh ai cầu sám hối chẳng thế thì ngàn đời muốn kiếp ác báo khó trừ làm sao thoát khổ đây là nhân duyên Niệm Phật chân thật cầu sanh cực lạc của chúng ta Quý vị nghe Thổ nhắc nhở Nên mình phải là Pháp Bồ Đề Tâm Thành Tâm Sám Hối Bằng cách nào Đi đứng nằm ngoài một câu Phật hiệu niệm đến cùng Tại vì mỗi một ý niệm chúng ta chỉ cần mà không nhớ Phật Là chúng ta nghĩ tầm bậy liền Thổ dạy nè Phạm một giới nhỏ phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của Tứ Thiên Vương từng giờ tứ thiên vương thời gian dài như vậy thì ở từng chờ là chúng ta biết dài đi những đức cũng chưa coi công đoạn này nên không biết được từng chờ tứ thiên vương là thời gian dài cỡ nào nhưng mà trong kinh giáo phật đã đề cập việc này như vậy thì phạm một tội nhỏ còn đỏ thời gian dài như vậy nếu như chúng ta không có tu hành làm sao chúng ta biết được nên người ngoài đời Có khi họ không hiểu họ nói Đi vô chùa nghe như vậy sợ quá Sợ cái gì mình nghe để mình biết Để mà mình biết có một cái pháp tu Còn nếu không mình cứ tạo tội nghiệp Thả ra thoải mái luôn Thí dụ như năm giới không sát sanh Không chậm cấp, không tài dâm Không nói dối, không uống rượu Bốn giới đầu Là tánh giới Dù quý vị có thọ giới hay không thọ giới phạm Là có tội Còn giới uống rượu là già giới Là giới ngừa nhiều người bị coi tỉnh táo Họ không có bậy bạ như uống rượu vào họ bậy bạ Nên Phật Liệt kê cái giới uống rượu để mà ngừa Phạm những cái giới khác Mà đoạn này nói rằng là năm giới mà 10 người đã hết 9 người phạm rồi Không chi là Sai di giới Tỳ kheo giới, Bồ Tát giới Chúng ta nếu không có một cái pháp tu tịnh độ này Mà sống trong cái thờ mạt pháp nhiễu nhơ này quý vị coi Chúng ta phạm tội nghiệp thôi đỏ không biết chừng nào ra Nhờ có pháp môn tịnh độ mà cả ngày bấm số niệm Phật Quý vị coi mấy bà cụ trong chùa mình Ngồi đâu bà cụ Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Ai di đạo Phật Bây giờ đem cái tâm niệm của mình nhớ Phật miệng niệm Phật Đây là cái cách đại sám hối Sám hối là gì Sám hối là chúng ta không nghĩ đến tội nghiệp đó nữa Thì là sám hối mà muốn không nghĩ đến tội nghiệp thì chúng ta phải niệm phật nên những đức nói rằng già trẻ bé lớn gì cũng nên tập niệm phật những người làm cha làm mẹ sanh được con nhỏ phải tập cho con nhỏ từ khi còn nhỏ niệm phật người mẹ mang thai đang mang thai phải nên niệm phật nếu đứa con này đến để đòi nợ mình nhờ niệm phật mà nó chuyển cái nghiệp nó chuyển nghiệp đứa con đến đòi nợ mình mà nó đến nó trả ơn chuyển luôn đứa con này hung dữ cho thành hiền từ nếu mà chúng ta không gặp pháp môn tịnh độ này Vậy thì chúng ta không còn cách nào để cứu được hết quý vị Nên Phật đã nói rằng Thờ mộc pháp nhiều người tu hành nhưng không có người thành tựu Duy chỉ có những người niệm Phật Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc Thì đời này mới có thể được thành tựu Phật nói trong kinh đại tập quý vị à nó quý vị coi một ngày chúng ta bao nhiêu tội nghiệp nếu như mình mà không thường xuyên niệm phật nên những đức nói với tất cả các cô các chú ở trong chùa làm việc gì làm Tập cái miệng mình niệm Phật Nên mấy chú chạy xe ngoài đường Rong đuổi cái mặt nó hốc hát hết, hết năng lượng Những đứa chó trong chùa mới có thời gian ngắn thôi Cái mặt mập lên liền Cái đầu bóng ngờ Còn phải không cái đầu Chạy chùa Thẹo dít gào cắn theo tôi Vậy mà bây giờ ở chùa thời gian cái đầu bóng hồi tối như Đức gặp chú Tiên nói cái đầu chỗ này bóng cái mặt tròn lắm nghĩa là nó tích tụ năng lượng là con người của mặt nó trắng chẻo lên liền còn tất cả những cái gì nghĩ sai cho nó qua đi cứ lưu chữ câu ai với đà phật nên những đức nói rằng pháp môn tịnh độ này một câu ai với đà phật này đại sám hối tổ sư nói một câu ai với đà phật là đại trì giới đại tạng kinh cũng nằm gọn trong câu ai với đà phật phải có đủ thiện căn phước đức nhân viên lắm mới tin được nha quý vị Bà cụ 92 tuổi Bà chỉ có niệm Phật thôi Khi bà mắt nhẹ nhàng không có khổ đau gì Ra đi thiêu xong rồi để lại xá lợi quá trời luôn vì phải tin đó có một tình độ thù thắng nên như đức sáng nào cũng học một câu ai với là Phật niệm đến cùng vì quá tiệt có thể để học cả đời này luôn để bản thân mình nhắc mình và nhắc người bản thân mình là phàm phu cả ngày tạo tội nghiệp nếu không có một câu ai với đà phật để trụ tâm như vậy thì những cái tạo tội nghiệp này chúng ta sẽ lao theo nó vì phải nhớ nghe cuối cuộc đời chúng ta cái hạt giống nào mạnh nhất thì nó thành quả chỗ đó nếu như cái hạt giống niệm phật của chúng ta là tính nguyện vững chắc thì niệm phật là nhân thành phật là quả bây giờ bất cứ cái ý nghĩ và tạo tội nghiệp gì của mình cứ nhạt nhẽo nó chúng ta không đặt vấn đề nặng vào nó chúng ta cứ làm sao giữ cái tâm của mình ai với đạo phật ai với đạo phật cho chắc chắn cứ giữ cái tâm ai với đạo phật cho chắc chắn để mà tính nguyện cho chắc chắn giống như tổ sư nói rằng một cái cây nghiêng về tay một bức tường nghiêng về tay nó có ngã bất tử nó sắp bất tử nó cũng sập về tay mình phải làm sao rèn mình là lòng tính phật của mình kiên cố tuy là tâm lượng mình nhỏ nguyện lực mình nhỏ nhưng mà tâm lượng của phật ấy là lớn Phật A Di Đà nói rằng chúng ta chỉ cần bước lên chiếc thiền từ của ngài thôi, thì ngài sẽ đưa mình qua bờ bên kia. Phải tin chứ chúng ta là tự đi không được rồi phải nương vào Phật A Di Đà thôi pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thắng mà pháp này chỉ có đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới tin được pháp môn tịnh độ này nên cái những cái người mà tu các pháp khác là người ta không chấp nhận cái cách nói này người ta đều nói rằng phải tự mình tu mình mới thành tựu đúng rồi mình bây giờ mình phát tâm mình tu tịnh độ là tự mình tu nhưng mà mình niệm Phật mình nương vào tha lực pháp này nó vẫn có cái nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn mình còn ngoài Pháp môn tịnh độ này phải hoàn toàn tự mình tu Trong kinh giáo Phật dạy trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Thời gian dài lắm Nên chúng ta gặp Pháp môn tịnh độ này phải nắm cho chắc Cái tuổi đời mỗi một con người chúng ta Đừng có nói là tới già Ai biết được ngày mai chúng ta chết Nên hôm nay phải tính nguyện nên tất cả công việc gì làm quý vị phải tập cái miệng của mình ai với đà phật ai với đà phật ai với đà phật những đức chạy xe đi đổ rác trên chiếc xe những đức để điệu niệm phật xuyên suốt để cho mình nghe mình niệm theo nên quý vị cũng vậy đi đâu cũng đeo máy niệm Phật Để mà mình nghe có Phật hiệu bất cứ một cái cảnh ngộ gì Một cái kiếp nạn nào đến bất tử Là ở đâu mình cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc nhớ nè Mình tu tịnh độ sống ở cõi đời này Thành trụ ngoại không thăng thì có sanh già bệnh chết Nên chúng ta bất cứ một kiếp nạn nào Sụp đất hay bị nhà đè Hay nước trôi hay lửa cháy hay bị bất cứ một cảnh ngộ gì chúng ta nằm im đó chúng ta ai như đà phật ai như đà phật cái tâm niệm này về cực lạc Thì tức khắc ở đâu Phật cũng tiếp dẫn mình về cực lạc Còn cái thăng tứ đại này nó rã rờ kệ nó Không có dính mắt nó Chỉ có hướng về thế giới cực lạc thôi Nên quý vị nghe cái công đoạn này rõ ràng không Nếu như chúng ta không gặp tịnh độ này Thì một ngày chúng ta không niệm Phật Thì tạo bao nhiêu tội nghiệp Quý vị kiểm lại đi Nếu một ngày không niệm Phật thì tạo bao nhiêu tội nghiệp hả quý vị Ôi tạo tội nghiệp quá nhiều Nếu như không niệm Phật Thì tạo tội nghiệp quá nhiều Ôi tội nghiệp này nhiều lắm quý vị ơi nhiều lắm bao nhiêu là ý nghĩ nó nó như là lượng sống cứ khởi lên những đức ngồi nói chuyện với một số quý cô mấy cô nói trời ơi niệm phật nhưng không đơn giản thầy ơi cái tâm vọng tưởng bao nhiêu cái thứ tâm mình nó nó dội dội dội, dội lên những đức nói nó dội bao nhiêu kệ nó đừng có chặn nó nó dội bao nhiêu kệ đừng có chặn nó cứ là niệm ai với đà phật nói không đơn giản nói không đơn giản là do gì cô thấy cái vọng tưởng cô thấy những cái khởi tâm nó lên bây giờ cô chỉ cần giữ a di đà phật thư thái nhẹ nhàng a -di, a di đà phật a di đà phật a di đà phật thí dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây có một người nó đến nó cầm cây nó đánh mình nếu mà mình à, đau quá đau quá thì tự nhiên cái sự đau đớn nó đánh tiếp tục mình đau đớn vô cùng nhưng nếu quý vị cảm giác được rằng cái thân này một ngày nào cũng bỏ đi và tự nhiên cái người ta bây giờ người ta đánh là người ta phải đánh thôi Nếu như mình bị cha khảo bị Một cái chặng đánh gì Thì tự nhiên trong lúc đó mình Mình vui xu như vậy Cái thân này cứ đánh đi Cứ niệm Phật Nếu mà làm được như vậy thì vô cùng là nhẹ nhàng Thì giống như quý vị biết rằng là Một Câu ai là Phật này khi mình niệm bao nhiêu cái vọng tưởng của nhiều đời nhiều kiếp nó nó hưng khởi lên từ tâm nó nó khởi ra nó nó dập 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 lên quý vị nếu mà thấy những cái vọng tưởng đó mình nói tội niệm Phật mà vọng tưởng nhiều quá bây giờ dùng có phần hiểu đi đe, đe 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 như vậy thì quý vị bước liền bước liền tổ sư nói rằng không cần quan tâm đến dù là có thấy cũng mặc kệ Giống như bây giờ mình đứng ở ngoài đường lộ Xe đi qua, xe đi lại Người đi tới, người đi lui nhiều vô cùng Vì đứng quý vị nhìn như vậy Thấy sao? Thấy thấy người không thấy Thấy quá trời người thấy bao nhiêu xe Nhưng mà thấy xong quý vị có nhớ không? Hồng Không có nhớ Nếu như quý vị mà đứng giữa đường Quý vị nhìn có người để mà nhớ mặt từng người Vì quý vị quá tào lao Thì cũng giống hệt như bây giờ Mình niệm Phật mà giọng tưởng nó khởi lên Vậy thì quý vị đi quan tâm vọng tưởng chi Giống như đứng giữa đường mà nhìn xe thì thấy xe Nhìn người thì thấy người nhưng không có quan niệm Chiếc xe đó mạo gì Con người đó mặt tròn mặt méo Hay là người cao hay người lùng Người ốm hay người mập gì không có quan tâm Thấy là thấy con người Thấy là thấy cái xe nhưng qua gọi là thôi Thì Iran như quý vị đang niệm Phật Chỉ có chủ tâm niệm Phật thôi Còn tất cả những vọng tưởng khởi lên mặc kệ Vậy thì lâu ngày luyện có vật hiệu của mình có lực Tức khắc những vọng tưởng tự đến và tự đi những vọng tưởng này sau này nó không còn làm phiền quý vị được nữa Vì sao? Vì nó không có quấy rầy được mình Dù nó có đến nó cũng vô hiệu hóa Hiểu không? Đặc biệt chưa? À. Nên chúng ta mà không gặp pháp môn tịnh độ này Thì còn cách nào cứu được chúng ta là đúng rồi Buông ra một cái là ý nghĩ sầm bậy Đủ thứ Còn những người nữ trẻ thì tâm tư của họ như thế nào Mỗi tháng đến chu kỳ Cái tâm nó trội nó bất thường vô cùng mà có những người nữ họ nghĩ rằng Bây giờ mỗi tháng đến chu kỳ mình rồi Tự nhiên bản thân mình nó yếu nhớt, nó mệt mỏi Bây giờ phải nằm nghỉ Đây là vọng tưởng đó Nếu như mình tập luyện mình Mình nghĩ rằng bây giờ cái thân này mình phải sử dụng nó Đừng có nói là mỗi tháng bất tịnh Thân này ngày nào không bất tịnh quý vị coi Lỗ mũi này ra cái gì Con mắt này ngủ một đêm ra cái gì Lỗ tai này cái gì Còn những bộ phận khác quý vị mỗi ngày ra cái gì rồi tất cả những lỗ chân lông của mình Mỗi ngày tiết ra cái gì? Mồ hôi Một ngày không tắm mới vị coi cơ thể như sao? Cơ thể này là bất tịnh Chúng ta khỏi cần nói là mỗi tháng bất tịnh gì mà công quá đi Mỗi ngày đều bất tịnh Như vậy mà chúng ta bị cái tâm nó rằng là mỗi tháng Nó bị như vậy rồi nó mệt mỏi phải nằm nghỉ Như vậy thì mình dưỡng cái thăng này Và bị, bị cái đó câu thúc mình và tự nhiên cái tâm tư mình nghĩ là mỗi tháng như vậy Rồi cái tâm tư, tư bất thường Thì tự nhiên nó bất thường Mà khi nó nằm nghĩ đó nó bất thường Nên mỗi một người phụ nữ để ý Mỗi tháng như vậy Cái tâm của mình nó thư thớ niệm Phật Nó đừng có nghĩ rằng như vậy là dơ giấy Hoặc là nó làm cho mình nặng nề Khó chịu, đừng có khó chịu Càng khó chịu thì tự nhiên nó bài xích ra càng dơ giấy nhiều Mà làm sao cái tâm của mình nó nhẹ nhàng mà nó tập mình làm sao những ngày đó Dù mày có đau đớn một chút Vì cái thân mình mệt mỏi Nhưng quý vị cứ xuống làm việc bình thường Lâu ngày luyện một cái thân quý vị khỏe mạnh bình thường Và khi cái tâm nó thư thớ nhẹ nhàng rồi Tự nhiên những cái ngày tháng đó Quý vị không có thấy nó Bài tiết gì ra quá đáng hết Còn nếu như cái tâm cô nào mà nó nặng nề Nó nó vằn vặt Nó khó chịu tự nhiên Nằm nghỉ rồi tự nhiên nó nghỉ Những cái việc tầm bậy tầm bạ đủ thứ nó càng nghĩ tâm bậy tâm bạ thì nó càng bài tiết nó càng dơ giấy nhiều và nó càng cảm thấy mệt mỏi xanh xao vàng giọt và mặt mày nó sơ xác vì sao vì cái tâm của mình nó quá vọng tưởng nên nó sơ xác chứ không phải là cái việc đó nó nên mỗi tháng nó làm cho mình là nặng nề nó làm cho cái sự tu của người nữ nó cứ bị câu thúc hoài tu vừa được đường chút tới mỗi tháng cái tự nhiên tâm tư bất thường Bây giờ đừng có bị mỗi tháng đó làm mình bắt thường nữa Mà làm cho mình tự nhiên nhất là kệ mày Nên Phật có nói trong kinh rằng là Người nữ tuy là còn sống ở cõi đời Nhưng họ đang đọa trong ngũ thú Thăng người nữ nên Phật mới Nói trong những cái nguyện là Nhàm chán thắng nữ Bây giờ mình Nghe lời Phật nói nhàm chán thân nữ Bây giờ có cái thân này Bây giờ phải sử dụng cái thân này Phải tu hành, phải niệm Phật, phải lễ Phật Phải làm việc tốt, phải làm việc thiện Còn nếu như không tu Bây giờ mình phải làm vợ đi đẻ con Nuôi con rồi nó đủ chuyện Ích kỷ nhỏ mọn hết chứ Bây giờ người nữ mà nghe được gì mình mới thấy Mình gặp Phật Pháp là mình mừng quá Mừng quá quý vị à Đó, Nên tất cả những người trẻ Phải nhớ rằng Đừng có nghĩ rằng bây giờ mỗi tháng của mình Như vậy như vậy mình lên chánh điện có tội Làm gì có tội Tôi sanh ra đời tôi có muốn gì đâu Tại nó như vậy Không lẽ bây giờ Những ngày đó tôi không lên tu được Quý vị lên tu được không? Lên bình thường Có lễ Phật được hay không? Cảm thấy nó nặng nề thì không lễ Phật Còn nếu không quý vị cứ tập lễ Phật bình thường Không có gì hết trơn Không có gì cả Chúng ta cũng không có nặng nề gì cái thăng này làm gì Có những người nói mỗi tháng như vậy Thì mình không lên chánh điện tu Sao mà không lên Bộ mình muốn như vậy sao Bản thân tôi đâu có muốn như vậy đâu Mà tại nó như vậy đó là Tại vì cái kiếp số tôi như vậy nếu tôi không tu nữa Làm sao tôi thoát cái thân nữ khổ đau Thoát được cái cảnh ngủ thú đó. Nên tất cả người nữ nghe Phải dịu cái tâm mình nghe Những ngày tháng phải dịu tâm phải niệm Phật nhẹ nhàng Thư thế đừng có bực bội khó chịu Bực dọc đừng có nặng nề Phải tập như vậy đó tập từ từ nó quen Phải tập Có người cái gì cũng phải tập hết chứ Nó các cô nghe rồi đó Phải nhớ đó Chứ đừng có mình như là chuối ước Tự nhiên mỗi tháng nhìn nó rờ rã mệt mỏi mặt bơ phờ Xanh sao vàng giọt trái thái Đây là tâm lý của mình Tâm lý nó thành quen của mỗi tháng là tâm lý luôn à Thành tâm lý như vậy luôn Đừng có tâm lý đó nữa Chúng ta là thăng bất tịnh Nam cũng bất tịnh mà nữ cũng bất tịnh Thăng này là bất tịnh Thăng này không bất tịnh cho thăng này hôi rình đi Từ nào đó Mình ai cũng bất tịnh Chỉ có dùng cái tâm niệm Phật là thanh tịnh thôi nên cố gắng niệm có Phật hiệu cho tốt Đó, quý vị nghe những cái bài chia sẻ này đặc biệt nhé. Sám hối thù thắng nhất là một câu Ai với Đà Phật niệm đến cùng Cả ngày bấm số niệm Phật các cụ nhớ nghe Phải siêng năng niệm Phật Đến hơi thở cuối cùng của các cụ Phật Ai với Đà sẽ đến tiếp dẫn các cụ là chắc chắn Quý vị cứ yên tâm đi Quý vị chỉ cần tin Ai với Đà Phật Chỉ cần chăng thật niệm Ai với Đà Phật Nhất định bất cứ một người nào niệm Phật Phật Ai với Đà cũng đến tiếp dẫn 100% như vậy Quý vị cứ yên tâm cái tâm này phải phát dũng mạnh lên Phải niệm Phật Phải giúp người ta niệm Phật Những người đủ duyên Đem mấy ngày Pháp tặng cho người Tất cả những Pháp thí gieo duyên đó Nhỏ lớn gì Cũng phải tập cho họ niệm Phật hơn Đời này chúng ta phải về thế giới cực lạc quý vị à, Người niệm Phật Phát bộ đề tâm như thế nào là đúng Những văn tự này Rất là hay quý vị Khi nghe nguyên văn này Tự nhiên mình thấy cái tâm của mình nó mở rộng ra phải nhớ cái câu đó. tâm lượng lớn thì phước báo lớn mà tâm lượng nhỏ thì phước báo nhỏ mà cái người tâm lượng lớn thì người này ít bao giờ phiền não lắm mà cái người tâm lượng mà nó nhỏ nhen quá dễ sinh phiền não nó co thắt lại quá hiểu không nên từ nơi đó mình tu hành mỗi ngày niệm phật để phát vô đề tâm rộng lớn đức phật a di đà quý vị tụng trong kinh vô lượng thọ nhân địa tu hành của pháp tạng tỳ kheo quý vị để ý khi ngài nghe đạo Ngài buông xuống nhiều thứ lắm. Và Ngài hướng đến đạo Pháp, Ngài tu hạnh. Tu hạnh Bồ Tát Đạo. Bố thí cúng dường rộng lớn. Từ tài thí Pháp thí vô ý thí. Phát lên lời nguyện rộng sâu. Nên cái quốc độ của Ngài mới thù thắng như vậy. Bây giờ chúng ta muốn về cái quốc độ của Ngài thì mình cũng phải phát cái tâm lượng cho rộng đó các ngài trải qua vô lượng kiếp tu hành cùng cực khó khăn còn chúng ta bây giờ có phương pháp sẵn chỉ cần có lòng tin chịu niệm danh hiệu của ngài chân thật thì một đời này có thể được giải thoát từ nơi đó mà mình là người niệm phật cầu sanh cực lạc phải tập rằng là cái thăng này cũng như nó không có quan trọng tới nó, có nghĩa là sử dụng một cái bản thân này cho đúng. Phải sử dụng nó cho đúng. Nếu như chúng ta mà không gặp được Phật pháp thì chúng ta không biết sử dụng bản thân này. Cuối cùng thì đến một ngày nào nó cũng bỏ mình. Đến thời gian này có bản thân này mà không làm được những việc gì có ý nghĩa. Nên những đức thường đọc bài kệ là cõi thế trăm năm một kiếp người. Ai rồi cũng phải trở về thôi Phải sống sao cho thật ý nghĩa Để buổi ra đi nở nụ cười Phải nhớ Mình sống sao cho có ý nghĩa Cái sống ý nghĩa nhất là mình không có buồn giận ai để trong tâm Cái sống ý nghĩa nhất là mình làm tất cả những việc tốt Là mình cứ chăng thật mà làm Dù ai có nói gì mình cũng làm việc tốt là cứ làm Đủ duyên là chăng thật làm làm việc tốt của mình cũng không có cầu ai cảm kích cảm ơn hay là ngưỡng mộ gì mình mình cứ chân thật mình làm cho đúng đắn rồi mình niệm ai với đạo phật mình giữ tính nguyện mình niệm cho chắc chắn học theo tấm gương hòa thượng ấy hiền 92 năm niệm một câu ai với đạo phật quý vị coi khi giảng sanh để là toàn thân xá lợi cũng như bà cụ chùa mình mới mắt đây cái gì để lại bao nhiêu là cái công phu tu hành cho chúng ta thấy hôm qua chúng ta học tập cái buổi mà quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc đó mấy chú ổng lấy những cái xá lợi của bà cụ ổng sắp lại thành cái chữ phật cho quý vị coi đó có nghĩa là mình niệm phật mình phải thấy rằng là pháp môn tịnh độ này vô cùng là đơn giản nhưng tin dùng thì quý vị sẽ thấy rằng vô cùng là thù thắng Đơn giản dành cho người đơn giản Cao xa dành cho người cao xa Nghĩa là pháp môn tịnh độ này Thượng căn thì thành dành cho người thượng căn Trung căn thì dành cho người trung căn Mà hạ căn dành cho người hạ căn Pháp môn niệm Phật này Người thông minh niệm Phật cũng được Mà người kém thông minh niệm Phật cũng được Người giàu niệm Phật cũng được Mà người nghèo niệm Phật cũng được Người khỏe mạnh niệm Phật cũng được Mà người bệnh hoạn càng phải niệm Phật Tại vì thăng bệnh đau rồi Nay mai sẽ chết Bây giờ mình thành tâm niệm Phật Mình sanh về thế giới cực lạc Nên mình đem Pháp Môn Tịnh Độ này Mình cứ giới thiệu cho những người hữu duyên người ta gặp Trong lòng những đức Là muốn đem Pháp Môn Tịnh Độ này Phải làm sao mà chỉ người ta một phương pháp tu ở nhà Mỗi một gia đình đều có thời khóa tu Và mỗi một gia đình đều biết hộ niệm cho người thân trong gia đình của mình đây là cái tâm những đức muốn làm chỗ này và chúng ta thấy rằng hiện tại hình như là cái tâm nguyện này cũng tương đối phát triển đặc biệt đó quý vị mà quý vị rõ ràng thấy từ khi mà những đức hướng dẫn quý vị cái phương pháp tu ở nhà quý vị thấy đặc biệt không thí dụ như chúng ta thấy rằng là khi mà gặp dịch bệnh đồ cách ly xã hội đồ quý vị coi ở nhà mình vẫn tu được bình thường vậy thì quý vị thấy cái phương pháp mà hướng dẫn này công hiệu có nghĩa là nó hiệu lệnh trong mỗi lúc mọi nơi nơi nào mình cũng tu được mà chỉ cần có chiếc máy nghe pháp đi đâu cũng cầm nghe dù là đi vô trong đồng giữ lúa hay là trồng rẫy trồng ruộng quý vị vẫn cầm cái máy nghe pháp thôi nghe được thí dụ như mình vô đồng mình giữ lúa đêm nay ở trong đồng mình cũng bắt cái điều lễ phật lên mình lễ phật được ý nó quá đặc biệt rồi nên cái phương pháp tu làm sao mà Bất cứ ở nơi đâu cũng tu được Mà chỉ có pháp môn tịnh độ này Bất cứ ở nơi nào cũng tu được Vô nhà vệ sinh Ngồi đi cầu đi, đứng đi tiểu hay ngồi đi tiểu Quý vị cũng là nhép môi Ai với Đà Phật ai với đà phật Nhép môi, đừng ra tiếng Ăn thổ này nói cái nơi mà Không sạch sẽ thì mình nhép môi thôi Còn nếu như cái nơi không sạch sẽ Mà có chúng sanh cần giúp Quý vị cũng nên niệm ra tiếng để giúp chúng sanh đó Phật không bao giờ Mà cấm cản chỗ này nhưng cái nơi mà không sạch sẽ Mà không có chúng sanh nào mình cần giúp Thì mình cứ niệm thầm cũng được Còn nếu như quý vị gặp một con vật nào nó chết Quý vị cần niệm cho nó một tiếng Phật hiệu quý vị cái niệm ra tiếng không sao Phải nhớ đó Nên phát cái tâm lượng cho rộng lớn đây Tu tịnh độ này Cái tâm lượng phải rộng lớn Thì niệm có vật hiệu nó mới có cảm giác Phải nhớ Hôm nay chúng ta học tập đến đây nha Ai Di Đạo Phật Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tận độ.